Ok, xin chào mọi người. Thì cái dàn màn gỗ hàng đẹp bán gần hết rồi, còn một bộ cuối nên mình làm tí test để cho mọi người mua luôn nha. Cái bộ này nguyên zin hàng còn rất là đẹp nha mọi người. Khá là đẹp. À, dây loa zin và remote zin nha. Thì mình test cái đĩa Phương Phương Thảo yêu anh một đời mình mới vừa vừa ghi nha. Ai nếu mà ai mua cái bộ này thì mình tặng luôn cái đĩa này. Phương Phương Thảo thì cái giọng ca rất là hay. Ok. Mình sẽ nghe vài bài của Phương Thảo nha. Ok, start thôi mọi người. Mình giới thiệu lại nha. Thì con này nghe qua CD nè. CD nghe rất là hay luôn. Đọc USB, chơi cái cổng iPod ở trên và kết nối audio in là cắm dây 3.5 á. Rất là đa năng người. Chơi iPod cũng cực kỳ hay nha. CD thì khỏi nói rồi. Dặn dò cho dù cuộc đời là bể sâu trái ngang, đã thương nhau mình sắt son một lòng, dẫu khổ thế nào thì tình ta vẫn không phai. Khi đó bên nhau ta xây biết bao nhiêu mộng vàng, ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới nhau. Rồi đến đông gần tàn, giấc mộng sắp thành thì bỗng ai đổi thay. Tình ơi sao tình gieo nhiều nỗi trái ngang cho đời lắm ê chề. Tình ơi cuộc đời có bao lâu vài lần đắng cay thôi, coi như mình đã già thôi nhé anh. Người này ta đã xa lạ rồi, ta chẳng còn gì để mà lưu luyến nhau. Bước chân đi là dứt duyên nợ rồi, nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quen. Nó con này thì có chỉnh bass stress bằng cái nút này mọi người, bass nè. Đó mọi người, cộng trừ thì cộng, trừ thì trừ đó. Đó mình giới thiệu lại, cộng tới tới 5 và trừ 5 nha mọi người. Ai cũng thích nghe bass thì giảm, stress cũng vậy đó, ai thích tăng tăng, thích giảm giảm. Ok. Mộng vàng ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới nhau. Lá thu bay rồi đến đông gần tàn, giấc mộng sắp thành thì bỗng ai đổi thay. Lắm ê chề tình ơi, cuộc đời có bao lâu vài lần đắng cay thôi, coi như mình đã già thôi nhé anh. Người này ta đã xa lạ rồi, ta chẳng còn gì để mà lưu luyến nhau. Bước chân đi là dứt duyên nợ rồi, nếu gặp giữa đường thì cũng
như chẳng quen. Bước chân đi là rất duyên nợ rồi, nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quen. Màng ta lắng nghe
hạ trăng bơ vơ, dù em lời buồn chiều mây vàng, nhớ tiếng em ca mây lang thang trong nắng hành vàng, chiều mây vàng nhớ tiếng em ca mây lang thang trong nắng hành vàng, chiều mây vàng nhớ tiếng em ca mây lang thang trong nắng hành vàng. Dù nỗi buồn của bạn mang màu sắc nào thì vẫn mong một ngày nào đó thật gần, bạn sẽ để lại nỗi buồn trong lòng ấy trôi đi qua tay. Vì có thể chúng ta đã nhìn ngắm và day dứt nỗi buồn quá lâu, để nhận ra vẫn còn rất nhiều những niềm hạnh phúc an yên khác trong những phút giây hiện tại. Khi lúc tay còn trắng tay,
cười khi nắng níu. Đôi tay run run, ánh mắt dịu hiền, biết tìm lại chốn nào. Mẹ ơi biết chăng, đêm về khoảnh hiu, nghe tiếng mưa rơi, lòng nhớ thương nhiều. Đường về đèn khuya in bóng cô liêu, ai biết đêm nay tôi vẫn mong chờ. Tìm lại những phút vui ngày âu thơ, ai biết đêm nay tôi vẫn mong chờ. Tìm lại những phút vui ngày âu thơ. Thank you.
phố cũ hoa bay nhiều, tay cầm tay chung bước nói ngàn câu mến thương. Nhưng hôm nay mình gặp đây phố cũ hoa phai màu, mắt nhìn nhau không nói ngỡ ngàng như mới quen. Hãy nói một câu cho vơi cạn sầu, quên đi cuộc đời. Duyên ta không thắm cũng thương lỡ làng, em không trách anh. Đêm đêm em vẫn hát nếu ta đừng quen nhau. Đêm nào anh đã nói mình yêu nhau rồi đó, nhưng nay ta xa rồi. Đường đời con thấy đâu ngày vui xưa. Đêm đêm em vẫn hát nếu ta đừng quên nhau. Đêm nào anh đã nói mình yêu nhau rồi đó, nhưng nay ta xa rồi. Đường đời con thấy đâu ngày vui xưa. Đường đời con thấy đâu ngày vui xưa. Ok, dừng clip nữa đây mọi người. Hôm nay mình quên mất nên là clip hơi dài. Đó, bộ này 3.6 triệu nha mọi người. Ai mà chốt thì mình tặng cái CD vừa mới chép nha, Phương Thảo Yêu Anh Một Đời nha. Cảm ơn mọi người.